Không biết là cô Hiếu có ở nhà. Nói chuyện bình tĩnh, bình tĩnh. Bà biết đó, cái chuyện của tôi đang đây ở đây xôn xao trên rồi cái này nọ mà nói gì. Minh Nguyễn thân chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Văn Thâu đã từ Bình Dương đến sau cái vụ việc mà biết được cái thông tin là sư cô Hiếu này tố cáo vụ tiền bạc với anh Lê Thân Thiện cũng như là những cái vụ việc ồn ào vừa qua. Đó thì hôm nay Văn Thâu đã đến ngay đứng trước ở tỉnh Thất Sông Mây đây. Nhưng mà phía nhà đóng cửa, bây giờ mình đi vô đi. Vô không cho vô đâu. Vậy hả? Vậy vô không cho vô. Ừ. Mình bây giờ cũng không cần thiết phải vô cái không cần thiết phải vô cái tỉnh Thất Sông Mây này nữa. Ừ. Cái này tỉnh Thất Sông Mây này bây giờ là không có, nói chung mà ở đây là tỉnh Thất này là không có là Phật nào mà ở ngay ở khu vực này nữa hết. Toàn là quỷ với ma không. Chứ không có Phật pháp nào ở đây đâu. Nếu mà Phật pháp nhiệm màu thì nếu mà phải soi đường lối chính đáng để cho cái cô Hiếu này đi chứ đâu có phải soi vô cái con đường tâm tối đâu. Em cũng là một người đồng hành với lại cô Hiếu cũng khá là lâu. Đó, hôm nay thì sau cái thông tin ồn ào vừa qua thì đến để mục đích của em tới đây là gì thôi? Nói chung là mục đích của em bây giờ là không có phải là vấn đề liên quan đến cô Hiếu nữa. Mà nhưng mục đích của em chỉ là ở đây em gặp ngay cái thằng cháu của cô Hiếu. À, từng chù ẻo gia đình em và đồng thời là cũng chù ẻo nặng vợ em cho sảy thai. À. Đó, như thế nào đó. Bây giờ em nay em ra lâu quá rồi em cũng không có thời gian. Hôm nay em qua em gặp em đối chiếu do cái thằng này. Còn cái chuyện lùm xùm của cô Hiếu với anh Lê Thân Thiện thì em cũng không có màng đến. Tại cái chuyện đó là cái chuyện riêng tư của người ta. Em ai có trong cuộc đó thì cứ làm gì làm, còn em không có liên quan đến nữa. Nhưng có con gái là em buồn, có con gái là vấn đề là tỉnh Thất Sông Mây này hồi đó thì cũng có cái sự gắn kết của mình một thời gian. Mà bây giờ thì nó lại nhìn thấy nó hoang tàn, nó đơn sơ. Nó không có được như lúc mới ban đầu. Như vậy là mục đích của em tới là để tìm cháu của cô Hiếu để làm cho ra lẻ. Ủa cái miếng đất này là như thế nào em biết không thâu? Cái chỗ này nè, vườn kêu bằng vườn gì đó? Vườn Lâm Tỳ Ni. À, vườn Lâm Tỳ Ni. Thì cái miếng đất ở bên đây thì cô Hiếu đã mua rồi, còn miếng đất này thì cô Hiếu mua nghe nói cũng phong phanh đâu là 400-500 triệu gì đó, 400 triệu đó. Giờ trả trước 200 triệu, còn 200 triệu còn thiếu 200 triệu rồi giờ cô Hiếu nó mua là để cho Phật tử với xe nào mà vô mà xe để vô đặng của Phật tử để mà cho gọn chứ không có để ngoài đường. Mà nói em giờ em dám khẳng định thì giống như anh Lê Thân Thiện đã nói rồi, không có một Phật tử nào mà bước chân đến nữa. Không có ai mà tin tưởng vô cái tỉnh Thất Sông Mây này nữa. Không có ai mà dám mà gỡ một đồng bạc nào, nếu mà người nào mà gỡ là chắc có thể người đó ngu muội lắm. Nói là xin lỗi mọi người. Đó là cháu của cô Hiếu là tên gì em? Tên Bi. À tên Bi. Hôm nay qua gặp nó, định qua gặp nó mà giờ không, mình không có xâm nhập vô cái gia đình của người ta được. Mà giờ ở ngoài mình gặp nó thì mình kêu nó ra ngoài nói chuyện. Chứ còn mình không có xâm nhập vô nhà của người ta. Lúc trước thì cháu của cô Hiếu làm gì em biết không? Nói chung là cái thằng này là nó không có làm cái gì trò trống gì hết. Không có làm cái gì hết. Thì ăn ở không đi chơi làm biếng. Ăn ở không đi chơi làm biếng. Còn cái kiểu mà nói xin lỗi mọi người, không phải là mình quơ cả nắm gì ha, hoặc quơ những vô những người mà người ta bị đồng giới này nọ đó. Thì cái vấn đề là cái thằng này là nó bị nó trong cái thế hệ thứ ba. Thì nó chỉ là không lo làm, không này nọ, chỉ biết ăn chơi bám vào cô Hiếu thôi. Chứ không có mà đi làm ăn đàng hoàng như người ta. Em từng tiếp xúc với nó thì nên cũng từng biết nó như thế nào. Con người nó
mà làm lấp nơi với lại nó xạo trá lắm. Ừ. Nhà cô Hiếu là có mấy người em biết không Thâu? Không, cái vấn đề đó em không để ý đó. Ừ. Đó là chuyện riêng tư của ta. Ừ. Đó, còn cái cánh cửa này là cái cánh cửa huyền thoại mà từ hồi lúc đó, lúc ngày đầu tiên là em đi qua, em là cái người sơn cánh cửa này đầu tiên. À, em là sơn cái cánh cửa phía cánh trước đó. Cánh cửa màu vàng đó là em là người sơn đầu tiên. À, còn cái nhà kế bên là sao Thâu? Nhà kế bên là cũng là con cháu cái gì của cô Hiếu. À. Đó, trước tiên mà chưa, lúc trước mà chưa xảy ra là cô Hiếu rồi lấy cái nhà nó lợi cho hai vợ chồng em qua ở. Ở chung cuối cùng nói là hứa thôi mà em cũng không có tin. Không đúng với sự thật, không có tin. Tức là cô nói lấy cái nhà đó để cho vợ chồng em ở. Để có gì để chạy xe cứu người. Nhưng mà cái này là cái lúc đó chạy xe của người thì chưa nói, còn ví dụ là nói là lấy cái nhà đó để cho riêng hai vợ chồng em ở gần qua phụ tiếp. Còn mướn cái nhà là mướn cái nhà ở dưới này. Mướn cái phòng trọ là mướn cái phòng trọ ở dưới đây, dưới này. Này. Lúc chưa có mở rộng được ra cái này là cái xe của Thương, chưa xây cái bờ tường này nữa là xe của Thương để bên kia. Chứ không có để ở đây. Có xong rồi mướn cái nhà trọ dưới đó một chút xíu anh em mình xuống dưới cái chỗ nhà dãy nhà trọ dưới đó mà vô chỉ một ngày là hai vợ chồng dọn về luôn. Bây giờ mình đợi cháu của cô Hiếu về để ba mặt một lời đúng không Thâu? Đúng rồi. Không biết là cô Hiếu có ở nhà có không? Đi rồi, khóa cửa rồi. Nãy cô Hương nhỏ cái cô Hương em có số điện thoại không? Không. Xóa hết, em không muốn liên quan đến mấy cái vấn đề của bên tỉnh thất sông bay này. Mà hôm nay em qua chủ yếu là gặp ngay cái thằng BD đó. Đâu em thử gọi thử coi. Không muốn gọi nhà đang. Ô cái tỉnh thất này là cái chánh điện ở đâu không? Trên lầu á. Trên lầu hả? Lầu. Sự lỗi tàn. Tình thất này sớm muộn thì nó cũng sẽ không còn cái gì. Nói chung là tội cho những vị Phật ở đang ngồi ở đây. Những tượng Phật đang ngồi ở đây thôi. Chứ không có Phật Pháp nào mà chứng minh cho bà cô Hiếu này. Cái sự gian manh, cái sự xảo trá này nọ. Thôi lúc thời gian em ở đây lấy cứu thương đó là cô Hiếu cũng có trì bệnh hay là phát thuốc cho ai không Thâu biết chia sẻ cho mọi người Thâu. Tại gần đây thấy cô Hiếu cổ đi gì bấm nguyệt gì đó, trì bệnh gì đó mà mình không biết như thế nào. Bấm nguyệt, trì bệnh thì cái đó là lúc trước em không thấy, chỉ thấy bóp ở so cho người ta vài cái, dỗ bóp mấy cái gì đó. Biết đâu cái vụ mà có biết có chữa bệnh hết không, thấy làm cũng dữ lắm. Còn bây giờ mang nghe có cái vụ mà chữa bệnh câm điếc gì nữa. Bữa nay là võ Hoàng Yên thứ hai. Một võ Hoàng Yên là thấy cộng đồng bá tánh người ta muốn chết rồi. Bây giờ tới võ Hoàng Yên thứ hai nữa thì thôi rồi thua. Ngày xưa là Phật tử đến như thế nào không? Đông lắm. Mà em nói thẳng luôn, em nói thẳng đây luôn á, ai chửi, mắng em thì mắng. Em bây giờ không có sợ nữa, bây giờ là em là đó là người làm mặt chai mày đá rồi. Không có còn sợ gì cái vấn đề mà chửi hay mắng này nọ, không có sửa chửi nữa. Bây giờ là em nói thẳng luôn là cái vấn đề là hồi đó cô Hiếu này cũng là cái người mà coi trọng vẻ bề ngoài lắm. Coi trọng vẻ bề ngoài lắm. Cái người mà đi xe gắn máy á, ít tiếp. Mà những người mà ta đi xe hơi á, thì ra tiếp rất chu đáo. Thấy xe hơi là chạy ra đón sẵn tiếp chu đáo lắm. Còn người mà đi xe gắn máy là không thèm tiếp. Nói thẳng là vậy. Nói em ở đây là không có vu oan giáo họa cho ai. Nói thẳng có gì nói thẳng đấy. Còn ai cần thiết cái gì cứ lên gặp nghe em. Thì em cũng gắn bó với cô Hiếu cũng thời gian cũng khá lâu rồi. Cho nên là em rất là gần.
gắn bó mà, nhưng mình muốn cống hiến cũng nói chung là phụ giúp cho cô với để cho có cái phước sau này thôi. Nhưng em cũng do là nhờ được ơn trên cho em ra sớm, tránh khỏi cái chỗ tà ma quỷ đạo này chứ không phải là cái chỗ Phật pháp gì thôi. Hôm nay thì em qua em chỉ chủ yếu là qua kiếm cái thằng mà tên Bi đó đó, qua nó chửi nó em này nọ đó, đòi đốt nhà đốt cửa em mà chùi vợ con em bị sảy thai như thế nào đó. Hôm nay qua lần gặp chủ yếu để gặp nó nói chuyện với nó thôi, bây giờ qua không thấy. Nhưng mà vậy chứ còn cái chuyện của bên cô Hiếu bây giờ là em có liên quan không muốn cái vụ nào đó. Nếu mà nói chung á, riêng không nói gì cái vụ xâm nhập vô đời tư của người ta nữa, mà có một cái là nếu mà em thấy đi khắc thực trên đường nữa là em sẽ làm tới ạ. Vừa qua thấy trên clip thì cô Hiếu cũng khất thực, mà với lý do là khất thực để trả nợ thì em thấy như sao không? Đó hơi vô lý. Bây giờ ví dụ như cái trường hợp mà như hồi trước mà gặp Lê Thân Thiện á, thì thỉnh tượng Phật 31-32 triệu, để 31-32 triệu mà không có tiền để trả trong vòng 1-2 năm, mà không có tiền để trả, mà bây giờ thiếu 200 triệu mà đi khắc thực để trả nữa thì biết chừng nào để trả. Đúng rồi. Mà hồi xưa thì mọi người chưa biết đến nhiều á, thì nó cũng còn dễ, không ai chửi không ai mắng. Bây giờ đó, trong nước và ngoài nước khắp thế giới người ta cũng đã biết hết rồi. Này nọ mà còn xin đi ra khắc thực nữa. Nếu em nói sau này mà nếu mà em đi vô tình thôi, nó vô tình thôi chứ mà em mà đi trên đường mà em gặp cô Hiếu này thì cô khỏi cái đường nào mà nói nữa. Làm suy thoái cái đạo đức của bên giáo hội Phật giáo. Bây giờ em không biết mấy ông thầy ông sư nào làm như thế nào, em không cần biết, miễn người ta mà phát áo nhà tu lên là em kính trọng cái áo nhà tu. Chứ còn cái trong tâm của người ta như thế nào em không cần biết. Họ là làm có làm đúng lương tâm mình không thì do cái bản thân của họ biết. Chứ còn cái vụ mà thấy phát áo nhà sư mà đi làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ là trái với lương tâm em, là em không thấy em cũng bục, cho dù cái tính mạng em còn không còn em cũng không ngán những cái loại người mà bán rẻ lương tâm đó. Bây giờ thì qua đây thì không có, không thấy thì bây giờ biết sao giờ. Bây giờ cô Hiếu này chắc trốn rồi. Trốn không dám về đâu. Em nghĩ là không dám về. Không dám về đâu. Nếu mà có về thì cũng không cho mình vô nhà đâu. Nói chung là nếu mà cái cửa tỉnh thất chỗ tu hành lúc nào cũng luôn luôn mở rộng cửa chào đón những người Phật tử chứ. Mà giờ lúc nào cũng phải đóng cửa. Phá đóng cửa rồi như vậy nữa thì làm sao mà ai vô cúng. Nếu mà có Phật tử vô cúng là ai vô cúng. Lúc trước thì tượng mà trước mặt mẹ Quan Thế Âm như thế nào đó, bây giờ hôm nay qua gặp lại nữa thì giờ không có trái cây, không có nhang khói, không có gì hết. Giờ thì Văn Thâu đang đứng đợi cháu cô Hiếu về để làm cho ra lẽ, là những cái lời lẽ xúc phạm. Mấy cái cửa này lúc trước là em sơn đúng không? Đầu tiên là em sơn. Này, tỉnh thất này. Hôm nay thì đến đợi tới bây giờ cô Hiếu vẫn chưa về để đối chấp với lại Văn Thâu cũng như là cháu cô Hiếu, thì Văn Thâu sẽ dẫn mình để quay cái căn nhà trọ đúng không Thâu? Căn nhà trọ mà đó từng mướn để cho em ở để em chạy xe cứu thương.
Giờ xuống trong vòng chỉ có một buổi thôi chứ chưa tới một ngày. Ừ. Đã giờ nhà trọ về Bình Dương lại. Ừ. Rồi em dẫn đây mọi người đi theo Văn Thâu để xuống coi cái căn nhà trọ mà cô Hiếu hứa mướn cho Văn Thâu ở để chạy xe cứu thương. Ở đâu Thâu? Hồi xưa thì cái xe cứu thương đậu ở đây, thì mướn căn nhà này. À. Vậy xích ở đây nè Thâu, xích ở đây nè. Tức là đây là cái căn nhà trọ đúng không? Thì cái căn nhà trọ mà hồi xưa cô Hiếu đã mướn cho em ở với vợ em để chạy xe cứu thương đó. Xe cứu thương thì khâu đây. Ừ. Thì cái chuyện lùm xùm chút xíu thì em giờ nhà trọ lấy nhà lên xe cứu thương chở về Bình Dương lại. Đó là cái dãy phòng trọ này đó nghe nói là 600-700 gì đó. Mà cho mướn một tháng. Cho một tháng mà chưa có thấy, không có thấy trả tiền vọng gì cho cái chủ này, mình cũng không thấy. Nên cũng không có biết nói vấn đề đó. Còn có cái chuyện cái ổ phá cũng đơn sơ thôi, mà cái đặc điều nói là em là cái người mà tham cái ổ phá nữa. Lấy cái ổ phá của nhà trọ người ta về nữa, không biết là sao. Cái người mà ăn nói, cái người mà tu hành mà ăn nói cái kiểu đó thì đâu có ra cái hệ thống gì của một người tu hành đó. Bây giờ là hồi đó là em cũng chảy chắc để cho đầy đủ cái chỗ này nè, bây giờ đã ở đơn sơ lại rồi. Là cũng chính cái chỗ này mà cái đứa con em đã mất. Chính cái căn nhà trọ này mà chính đứa chỗ con này của em đã con em đã mất trong vợ em mang bầu một tháng mà tháng mấy đó. Mà chính nơi đây là con em đã ra đi đó, bỏ hai vợ chồng em đó. Đó thì đó đồng chị vậy? Chị đừng có nói chó săn chó xiết gì ở đây ha. Chị ai chó săn không chó săn là chị tự chị biết ha. Em chó săn chắc chị cũng chó hồ quá. Đây là video còn đây tài sản nè. Còn thì ghi đi. Ghi cái gì? Cần thiết là tôi ghi cho, tôi không muốn nói chuyện đôi chiếu đâu. Vô duyên này vậy Thâu. Ở đây á là chị xuống đây là muốn nói chuyện đàng hoàng thôi. Chứ không phải nói chuyện gãi lộn với chị. Vô duyên. Chú săn. Ai vậy Thâu? Tôi chó săn với chị chó hùa. Đi đi. Chó vậy. Thôi. Nói chuyện bình tĩnh. Bà biết cái chuyện của tôi đang ở đây xôn xao hết trơn. Rồi cái này nọ mà nói gì. Người ta làm cái hả, người ta nhà ta mới vừa xây. Mày cho đung 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 mày. Chó mày chó. Giờ mày đem xuống nhà người ta bình tĩnh. Cái đung 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 của mày đi đó đầu giờ mày cho phê. Mất là 2 3 bữa người ta tự nhiên ta tí 2 3 bữa. Mày mở hàng cho chó đó. Chó cái chó có liên quan gì tới bà? Chứ là đây là chủ nhà trọ. Cái chuyện người ta cũng có cái nguyên nhân của người ta. Mấy bà đúng là chó hùa. Tôi không kiếm chuyện, tôi chỉ tôi gặp chị, tôi hỏi tôi nói chuyện là quen ra mà con người chị là mới người đúng là mày đi đâu nào không? Đó là mày đi 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 đi. Đúng là chó hùa, mới là chó hùa. Ủa tao đâu có hùa, nó giống như chó đâu. Thôi đi Thâu ơi. Đi. Cái loại con người vậy đó. Đó là ai Thâu nói rõ đi cho cộng đồng ta biết. Cái loại mà bây giờ mà ăn theo bà Hiếu á. Ăn theo bà Hiếu hồi xưa đó. Bữa nay gặp tôi là này nọ là đâu dám đâu quay lại còn chửi này nọ đó. Thấy không? Chuyện đơn giản thôi. Chó mới đúng đó, nó lợi chó hùa tự nhiên chửi người ta. Mình lỡ mình nói chuyện lịch sự mà quay lại nói chửi mình. Tức là cái nhà trọ đó là của cái chị đó. Đâu phải của bả đâu, cũng bả cũng ở thuê thôi. Dơ dẫn. Ô mấy em bây giờ mình có cái chuyện mà lùm xùm ở đây nên phải dời cái nhà trọ liền. Để ông Thâu xuống quấy lộn quấy lạo này nọ, mắc con đã mắc đứa con là đủ má chưa tính cái tụi này rồi.
đủ mẹ nó còn quay lại cái này kiềm nọ nữa. Chế thôi à, mọi người thông cảm cho Thâu, tại vì đứa con của Thâu đã ra đi ở trong bụng mẹ cho nên là anh rất là nóng nảy, mọi người thông cảm cho bằng Thâu. Thôi kệ, bỏ qua đi thôi, bỏ qua đi. Rồi. Bỏ qua đi, kệ. Nè bây giờ bà hô đó, bà hô theo bà Hiếu nè, lại đây bà Binh với bà Hiếu nè. Ê, con tôi mắc ở tại đó đó, đụ mẹ tôi chưa đốt cái nhà đó là mai rồi đó. Vớ vẩn. Nói vậy, bà có liên quan gì rồi đó? À, có gì từ từ nói thôi. Mẹ ngoài đường, tôi nói thẳng. Thì hôm nay con Thâu rất là bức xúc đến tìm cháu cô Hiếu nhưng mà không thấy đâu hết, cũng như là cô Hiếu vẫn chưa về tỉnh Thất mọi người. Cái cuộc sống mà theo chó hộ đó, bây giờ bà Hiếu nó bị như vậy đó, ra có ngon có giỏi cứ ra bên bà Hiếu đi. Ừ. Đó cũng băng theo làm chó hộ theo đó. Mấy mình xuống mình nói mình gặp mình định hỏi công chuyện xíu rồi, chưa trên quay ngang cái táp mình đi như là cá cha táp vậy. Tưởng mình chó này chó nhỏ. Cái bà đó có bà con gì với lại bà Hiếu không? Nói chung là không có bà con gì với bà Hiếu hết, chỉ là cái người mà ăn theo. À. Mấy những người quá dơ ăn theo đi thấy bà này á đang trong cái lúc mà mạnh thường quân người ta đang để ý đến cái này nọ đó, tiền bạc cũng gỡ gì nhiều đó, rồi cũng cho ăn cho uống gì đó, cứ bây giờ hùa theo với bà Hiếu. À. Chứ không phải là cái vụ mà bà con dòng họ mình không tức. Ừ. Cái này là cái chỉ là những người mà hồ mà họ theo là chó hồ đó. Nói vậy thôi. Không phải là đi chính diện đi gây hắn người này người nọ. Nói bây giờ mà nói mà lú ra ngoài này đi. Tại ở trong đó, trong nhà nó này nọ, cứ dở lú ra ngoài này đi. Tập rồi không, săn dịch nó đâu á.